mời bà con cô bác, kính mời bà con cô bác đến xem và linh hoạt khủng của đoàn lô tô cô Ú. Đoàn lô tô cô Ú dưới sự góp mặt của ngôi sao ca nhạc Thánh nữ chè mông cô Ú Bình Dương, Thánh nữ chè mông cô Ú Bình Dương và sự góp mặt của ngôi sao ca nhạc nữ hoàng lô tô Lộ Lộ. Chỉ một đêm duy nhất, chỉ một suất duy nhất. Mãi vô, kính mời, kính mời. Bóng lô tô, bóng hội chợ, bóng thiếu nợ người ta. La. Ê, con vô viện, thiếu nợ nè mày. Ủa, hát lô tô có khách thì thiếu nợ thôi. Nè, con móng Hà Nam, mày chửi ai mày? Chửi hai chị em mày đó. Trời đất ơi, vô viện. Mày nghĩ sao mày chửi tao bóng mày? À. Ủa, chứ không bóng là gì? Là BD hả? Trời. Xin lỗi mày nghe, tao là cái thiệt nha. À. Điện nước đầy đủ nè, chứ không phải như mày con này, có sáng sớm nè. Tha cái môi rồi, tao nói như con sầu lụa nước mơ hà vậy đó. Bà chưa đủ bóng hay sao? Ủa, tôi bóng tôi đâu có chối. Thì tôi bóng tôi chấp nhận tôi bóng mà. Còn đỡ hơn mấy người. Gái thiệt hả? Cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Mày ói hả? Mày nuốt vô tao. Nuốt vô nha mày. Trời ơi quá. Là thì trời. Sao là gái thiệt vậy? Chị, giặt ra cho nó coi liền chị. Trời ơi, con con nói tuyến quýt ta. Ờ, nếu là gái thiệt đâu giặt ra coi coi. Ủa, tao đẹp chứ tao có ngu. À, đúng rồi đó. Chị tao đẹp chứ đâu có ngu đâu. Vậy mày có ngu không? Không, đương nhiên là không rồi. Không thì giặt ra coi coi. Ủa, mắc cười, mắc gì phải giặt cho mày coi. Thì coi coi con gái chỗ nào. Ôi kệ người ta. Nè, tao nói mày nghe nha. Chị tao mà giặt ra hả, gió nó thổi vô bụng rồi có bầu. Rồi bà đẻ bằng đường nách hả? Trời ơi, ngu. Ê. Mày ăn điếc mập thay không? Ê, đó nghe, mở nó che cái não mày rồi. Đó nghe. Chị mày mà có bầu á, rồi đẻ ra gì ta? Không dính lộn hả? Vừa dính lộn cái gì? Đầu mày á. Đó, mày thấy chưa? Nó chửi vừa lòng mày chưa? Tại chị quýnh em chứ. Đó thấy chưa, bây giờ chị em xào xáo với nhau. Không hề nha mày, chị em ta thương nhau nha mày. Đồ cứt yêu thương nhau mà chửi nhau quá trời. Nè, tao nói mày nghe nha. Mày là cái thứ hả, bóng đông lạnh, bóng mấy vé số ế. Ừ. Cái đồ bóng xấu, bóng xa, bóng xanh, bóng đỏ, bóng vàng, bóng đâm ban, bóng trong rừng, trong rú, bóng mới nhú, bóng lọt xuống hầm cá tra, ba ngày tắm vẫn còn thúi. Còn đỡ hơn, bóng sùng, bóng xả, bóng cắt cùm cơm bóng, bóng lô tô, bóng hội chợ, bóng thiếu nợ người ta. Thiếu nợ nè mày. Không có tiền bóng lô tô thì thiếu nợ. Vô duyên vừa nha mày, tối nay đoàn người ta mới hát nha mày, mày trù ẻo hả mày? Trời dạ, mưa gió gì nè, chưa biết có khách hay không đó em ơi. Trời con vô duyên à. Đồ cái thứ ha, bóng xấu, bóng xa ha, bóng đâm ban ha, bóng từ Sài Gòn xuống Bình Dương. Bóng phường, bóng xả, bóng lã tả. Nè, có tin là chị cào mà hai em không? Trời ơi, là trời, mày ngon mày xuống đây nè, mày ngon mày xuống đây. Trời ơi, là trời nó hết chuyện, nó hù em rồi chị. Trời thiệt, mày ngon mày xuống đây, mày ngon mày xuống đây. Tao trời nha, tao không cào nát mặt mày ha, tao không phải là cô Ú Bình Dương nha mày. Tử sợ hai người hả? Bước xuống nói chuyện mày, bước xuống. Gì vậy? Hai bạn hết một. Giờ sao? Đồ thứ hai con móng hèn. Trời ơi, ai hèn, mày ai hèn. Nè. Quýnh lộn không được giật tóc giả nghe chưa? Ôi bây giờ muốn quýnh lộn đúng không? Giờ sướng cho ta. Giờ anh ta. Giờ muốn quýnh lộn đúng không? Rồi ngon nhào vô. Được rồi. Chờ đó đi để coi ai cào nát mặt ai. Chị em đâu? Trời ơi, cái đồ bọn rồi đó. Ai hẹn sợ quá. Nghe là chị hai. Bóng bốn mùa chị ơi. Bốn cái thùng phi, bốn cái nước lèo ở đâu vậy? Chấm ăn canh cô uống mà tôi hay ăn vậy. Nè mấy đứa, có người ăn hiếp chị hai tụi bay phải làm sao? Đấy. Trời ơi. Tôi sợ. Ê, mấy má nói cho mấy má biết nha. Nguyên tắc của bóng lộn không được nắm tóc nghe chưa? Tự nhận mình là bóng. Vô về. Ai cũng thừa biết nè. Là mấy má đổi tóc giả hết. Ê, tóc thiệt. Tóc thiệt. Thì để coi tóc thiệt hay không, lát quýnh lộn xong rồi biết. Ngon nhào vô nè. Mày xử bóng này đây này, còn nghĩ tao. Để ra cho em. Nhào vô. Mày đi lên phường hết cho tao. Tao phòng tao bắt mày đi. Cái nào chạy là tao bắn. Bốn con mập này quay mặt ra mấy xong. Cho đen. Ai biểu mày đánh tao? Giơ tay lên. Còn ba con quỷ này nữa. Giơ tay lên. Đó vừa lắm. Đã bóng rồi không biết thương yêu nhau, tụ tập quýnh lộn với lão gây mất trật tự. Đi lên phường hết cho tao. Không quýnh lộn. Đúng rồi. Tụi em đang tập tuồng. Tuồng gì? Bóng nhộm sân chùa. Giỡn mặt hả? Tụi bay giỡn mặt hả? Trời đâu quen đâu. Nín mặt. Đã bóng rồi không biết thương yêu nhau, tụ tập quýnh lộn với lão mất trật tự. Không có la cái hệ thống gì hết. Tất cả đi về phường cho tao. Bắn nó về phường. Má. Nói là tao bắn. Ủa anh ơi, ngoài bắn với thổi ra anh còn làm gì khác không? Im đi con mắm với số. Sao? Bây giờ á, có muốn tao bắt về phường hết không hả? Không.
không á thì ôm nhau giải quề. Trời ơi, đâu ra trời. Chống cự hả? Tao bắn cho con mắt này. Trời đất ơi, chị Thắm ơi, chị Thắm. Cái miệng, cái màu gì đẹp dễ sợ luôn kìa. Công nhận màu son dễ thương. Trời ơi, hai đứa mở thân gì đâu. Có đàn bà ngái cái mặt gì vậy con đi ông y màu đầu mát vậy đó. Thấy không? Phải như vậy á, là có phải dễ thương không? Giải tán, về mua sinh mấy má. Dạ. Đi nhà mua sinh. Đi đi. Ôi da, ôi da. Ôi da, cái gì vậy, méo cái đầu tóc thiệt không ta. Trời ơi, tóc thiệt rồi, bị méo nguyên đầu. Dẻo ơi. Dẻo lẻ lẻ. Nè. Ồ. Gì vậy? Tặng cho em cái súng nè. Trời ơi, sợ lắm. Vậy? Ủa, trả đi bà. Súng nước á. Nghĩ sao? Bên đêm mà xài súng. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Tao hồi nãy giờ trả công mày á. Trời, té ra chị em á. Vậy mà vô làm rần. Rồi bắn. Giờ bây giờ bắn mày nè. Trời. Chạy lẹ về kịp nè. Trời ơi, cái xe nó không lên rồi nè bà Ú ơi. Tại tao đẩy cho. Bắn cho nó chạy được đi bà. Kịp lẹ đâu luôn không. Cô Ú chuẩn bị nha. Mày vô. Số gì ra cơ ra mà con mấy, con mấy gì ra. Cô kia bắt ốc bên cồn, lội qua lội lại. Ê, bậy nha, ốc vô một thao con số 6, 7 cái gì. Đủ ba. Biết được ba. Yeah. Đoàn bà Ú kìa. Vô. Đi. Trời ơi, chết nha. Trời ơi, cái con bóng vé số nó kéo người đến phá đoàn mình kìa. Bây giờ làm sao? Kêu bà Ú ra liền. Ok, đợi em xíu. Trời ơi, lẹ lên. Chị Ú ơi, con bóng vé số nó kéo người phá đoàn chị ơi. Nè, đứng lại. Đi đâu đây? Ở đây là đoàn mà lô tô chứ không có mua vé số nghe chưa. Ai thèm bán vé số cho mày. Nè, không có bán vé số vô đây làm chi. Rảnh có kiếm chuyện hả? Kiếm bà Ú, bà Ú đâu? Ủa, hỏi nào, nào không kiếm mày. Con nào tới phá đoàn tôi thiết cái mạng mở tay nó nè. Cha tưởng ai, con bán số đông lạnh nay tới đây làm chi. Bán vé số đông lạnh đó rồi sao, lấy thịt đè chết nó đi chị. Chụp bà cũng hụt. Vậy tới đây làm chi? Đứt tay kìa má. Ôi dạ trời ơi, có hơn sao vậy? Không có đứt mấy má ơi, nó hù diễn sao quá à. Nè, tôi nghe đồn ba là chị 14, em của chị 13, đúng không? Đúng không? Đúng đúng rồi đó. Thì sao? Bả là chị 14 đó ha. Chị 13 trên Sài Gòn làm má mì Lầu Xanh. Còn tao chị 14 má mì của mấy con bóng lô tô hội chợ, được không? À vậy bà có bóng không? Trời ơi, con hỏi vô duyên. Bả là bóng chúa đó. Cũng vụ này hôm bữa nè. Cũng vụ này hôm bữa nè mà lên phường nè. Nhỏ này bậy ghê. Chị ta là cái thẳng mày. Mày thấy chị ta đang có chữa hả mày? Mày đang chửi hai đứa đó. Chữa cái gì? Em xin lỗi. Bà Ú mà có bầu chắc mai tôi đẻo à. Có nước đại học dịch lộn đó bà nội. Tao giả banh cái miệng. Cái bụng này là sình lên mấy má ơi. Dạ tới đây anh chị. Nói tóm lại, ba là chị 14, đúng không? Đúng. Hay. Nhận. Gì vậy? Xin thập tư tỷ tỷ, hãy nhận ngũ muội vào đoàn. Gì vậy? Đây là cây long đao đã theo muội muội từ lúc còn bóng mới nhú. Xin tặng lên cho chị tỷ. Trời, có vậy mà làm quá hà. Làm hết hổ chía luôn á. Ê, nó nghe nè, mày xin vô đoàn lô tô chứ đâu mày có đâu có xin vô băng đảng rồi mày đem bao đao đem búa lại đây làm cái gì? Dạ, đây là cây long đao đã theo băng đảng tụi em, nó là thứ quý nhất nên tặng lại đoàn của các chị. Thôi nhãn, miễn lễ. Đa tạ chị. Đa tạ. Mỹ Lệ. Dạ. Coi sắp xếp thu xếp cho bà vô, cô làm được cái gì làm. Còn bốn mấy con bóng thùng phi này nè, cho quét nhà rửa chén. Dạ. Đi theo tôi nhanh lên. Còn mấy vé Lan ơi, còn mấy vé Huệ ơi, còn ba vé bà con ơi. Ba vé chót là ba vé ít rủi nhiều may bà con ơi, ủng hộ liền tay bà con ơi. Kính thưa bà con cô bác, họ hàng gần xa đến đây với gánh lô tô hay nhất, đẹp nhất và xàm nhất từ trước đến nay. Chỉ có đôi ba phút nữa thôi, quý vị sẽ được thưởng thức qua giọng ca lô tô quánh vàng của cô Ú bán chè nổi tiếng khắp Bình Dương mà ở Bình Phước và Bình Thạnh chưa ai biết đến. Và quý vị thân mến, quý vị đang cầm trên tay lá cờ lô tô của đoàn lô tô cô Ú. Và quý vị đối chiếu giùm em, ba con là thiếu, bốn con là đủ, năm con là dư. Số nào lu mờ đổi giùm Lan, giùm Huệ, giùm em. Em xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ ai có vé trên tay hướng mắt về ánh sáng và bắt đầu dò số. Anh dở nắp lô ra đi, xem ở trong còn gì.
em cố bán chè, mời anh về ghé quán chè em. Tới đây với không gian chè và những đồ ăn rất là ngon. Quán chè của em đây, bán chè tên Doraemon ăn rất là ngon. Mai này xin mời anh về Bình Dương ghé thăm uống nè, rồi mau đi tới quán Doraemon. Ghé đây ăn chè, mời các bạn chú anh dì cô vô đây ghé ăn chén chè rồi ra về nhớ uống nhiều nha. Là con 53, 50 con ba rồi cờ ra con mấy, con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Đêm cô đơn anh nhớ anh chè hạt sen, chè hạt sen ba má em ăn xong đều khen. Khi thấy buồn thì mình chơi lô tô rồi kêu xích lô ra bến Bạch Đằng. Em đứng ngắm chị Hằng, em ngắm chị Hằng. Rồi đêm về mình em luôn nhớ anh, em nhớ anh em bớt lanh cho người thương. Tình đôi mình từ đây không cách ngăn, em sẽ đánh răng hôn má anh đến ngàn sao. Là con 36, con 36 rồi cờ ra con mấy, con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Ai kêu chè, ai kêu chè có em, chè hạt sen đậu xanh nước dừa ngon. Bà ba bánh lọt có thêm chè đậu trắng cũng ngon. Chè chuối thơm ngon bỏ thêm đậu phộng hấp dẫn. Ai ăn nhiều em thương, ai ăn hỏng nhiều em ghét nha hôn. Là con 14, con 14 rồi cờ ra con mấy, con mấy gì đây, mấy gì ra, mấy gì ra. Anh ơi ăn chè cố giùm em đi, anh thương ăn giùm em chén chè đậu đen nè. Chuối chân thơm lừng với chè khoai môn, củ năng nước dừa bánh lọt sương sa và cá viên chiên. Là con số 1 nguyên, số 1 nguyên rồi cờ ra con mấy, con ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây. Người tình ơi có tiền sẽ hơn không tiền. Ngày xưa lúc hàng gì anh là hot boy nhưng nghèo. Anh quá nghèo mà giờ đây đời anh may mắn đã gặp máy bay. Máy bay giàu sang mang kiếp phi công bay cao nhớ nhung gì em. Nhớ em làm gì ước mong sang giàu ngày mai thuyền anh xa bến. Để em đau buồn em về bán chè bà ba. Là con 33, cờ ra con mấy, con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Anh đứng đứng kế bên em, anh liếc em hoài mà sao anh không nói. Đời em chỉ có anh thôi, em ráng ăn thiệt nhiều để có sức thúc đợi anh. Em sẽ thương anh nhiều nhưng em mặc anh đừng chê bai. Là con 52, con 52 rồi cờ ra con mấy, con số gì ra, số gì ra, số gì ra. Cuộc đời em như nước trôi qua cầu, trôi hoài tìm ai trôi mãi xong trôi về đây. Nào ngờ gặp anh kêu chịu đi anh hốt em liền. Đời anh sung sướng rước dâu mập như con gấu, bà sẽ là dâu hiền ngoan sẽ yêu anh trọn kiếp trên đời này. Là con 27, con 27 rồi cờ ra con mấy, con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Em là cô uống Bình Dương có duyên đầm thắm, em đẹp em xinh cũng như bao người, em vẫn hay tươi cười. Em là con gái em thích anh trai ở bên kia đường nhà em, sao mà đẹp quá trời ơi, cái anh trai này ở đâu về đây rất thính với đời em nè. Sao anh đẹp trai quá trời à, người gì mà đâu con làm xưa sao em thấy tình yêu dân trào. Thôi thì ngày mai em sẽ qua rủ người cùng nhau mình đi chùa đêm trăng rằm. Là con 15, con 15 rồi cờ ra con mấy, con số gì ra, số gì ra, số gì đây. Tiếng đàn điệu buồn khiến lòng càng buồn và người không vui, người vui em sẽ vui theo, nếu không là em buồn chết mất. Giây phút biệt ly, có người vừa bước ra đi, có người nằm đây, có người ngồi kia, đông quá trời. Ngày mà anh sang tàu, người tình anh quá giàu, ngồi ăn chè nắm mau nhưng mà lòng em cứ mãi lao đao. Người yêu hỡi em đã hết tiền xài, là con 12, con 12 rồi cờ ra con mấy, con số gì ra, số gì ra, số gì ra.
trần lang anh hỡi, khó mong kiếp này ta gặp nhau, khó mong ta gặp nhau. Đời em là bóng, em thương chàng mà chàng còn bóng hơn em. Chỉ em sao nỡ hại nhau, trớ trêu cho thân này thiệt là tội nghiệp, đành phải chia tay thôi người ơi, chia tay thôi người ơi. Đời em cay đắng, nước mắt em rớt bên bờ sông, tiếp cho đời em. Tại sao người nói yêu hoài yêu chí em thôi, người ta nói nhắc mà tình làm chi. Thế nhưng anh gạt em, anh theo trai rồi bỏ một mình em nơi đây là con số 7. Con số 7 rồi cờ ra con mấy gì ra, số gì đây số gì ra. Thôi thôi chàng ơi, thôi thôi chàng ơi, gái đôi nhịp cầu rớt luôn cái khăn em đôi đầu. Chàng em luôn chàng ơi, chàng theo banh theo bóng, chơi banh không chơi dây bóng, tan nát con tim người đời chê bai. Bước theo anh là em chấp nhận làm vợ hai, là con 82. 80 con hai rớ cờ ra con mấy, con số gì đây số gì đây số gì đây. Khi mình muốn chia tay thì chia tài sản đi anh, năm đứa con mình em nuôi hết, em sẽ đi bàn chè một mình em nuôi năm đứa con nên người. Anh cứ đi theo người khác mà vui đi anh, những đứa con sẽ muôn đời hận đã đi. Lúc anh khổ mà anh còn chơi thuốc nổ, em tưởng anh giàu sang, em ngỡ như anh có tiền, em nhào vô em đẻ liền. Giờ mới biết là em sai, má con em sẽ không cần anh đâu. Anh cứ đi đi dưới dưới người tình xinh xinh, là con 69. 60 con 9 rồi cười ra con mấy gì ra mấy gì ra mấy gì đây. Trái làng em đẹp lắm mà giờ không mê bánh bèo, toàn là yêu trai hết rồi. Ghê quá, khi sinh ra trên đời này nào ai biết con trai bên ngoài nhưng hồn là con gái người ơi. Em khổ lắm người ơi, khi phần em là gái cuộc đời em vui cũng nhiều, mà đời em đau cũng nhiều, thương thân em khi cuộc đời còn nhiều ngang trái. Bao năm đã qua rồi, kiếp đàn bà thăng sát đàn ông là con số không. Tao quánh cho mày bàn cái mông, lô tô đâu có số không, con quỷ điên. Kêu tiếp đi người ơi, rò cờ ra con mấy, con số gì ra số gì ra số gì ra. Ôi cha cha cha, như cánh chim em bay về nơi tổ ấm, hạnh phúc quá. Em nhớ anh em không hề muốn đợi chờ, mình về cùng nhau nắm tay hẹn hò cùng nhau giấc mơ thiên đường. Giờ đây em có anh ngủ chung một giường, coi tiền sắp luôn cái giường. Em đã có anh ta về đây hạnh phúc, đôi trái tim chung nhịp sống ngàn đời. Cuộc tình mà ta đã yêu dâng trao, dù là ngày qua vắng như hôm nào, cuộc tình như nắng cao trên trời phương Nam, là con 28. Con 28 rớt cờ ra con mấy, con số gì đây số gì ra số gì ra. Ngắm ngùi giờ đưa tiếng anh lên đường, em gái đừng buồn, mai anh xa rồi có em quê nhà lòng vẫn chờ mong. Em vẫn chờ mong, lệ trào bờ mi nghẹn ngào nhìn anh lòng em đau nhói. Nhớ anh người ơi, nhớ anh người ơi, nhớ quá đi ơi chàng em ơi, nhớ anh lắm anh ơi. Biệt ly đến rồi mình ngồi quốc tô chè em nấu trước khi đi xa, ngày mai sẽ về đoàn viên. Nhắc ai đừng quên đúng lúc đã đi xa, thật xa là con 73. Con 73 rồi cờ ra con mấy gì đây mà sao chưa thấy ai tin. Dạ quý vị thân mến, dòng loại vừa qua đã một tráng sĩ tươi xanh đoạt giải nha quý vị. Và trong trường hợp mưa gió bão bùng có kinh phong kinh giật, phong đòn gánh mà có vé mình dò tiếp, thì quý vị khoan hạ xé vội bỏ lá vé nha quý vị. Dạ nếu mà anh trai đây không trúng thì mình anh trai vui lòng qua chùa lãnh giùm em phần cơm chay đem về ăn, chứ ở đây không có ai trao giải đâu nha anh. Dạ. Yeah.
con chín rồi cờ ra con mấy gì ra mấy gì ra mấy gì đây.